Hi, Văn Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Cả nhà ơi, hôm nay là thứ hai đầu tuần á cả nhà. Thì Văn Quý bây giờ Văn Quý mới nhận được mấy đơn là giao cơm tắm á cả nhà. Cơm tắm chị Huệ rất là ngon. Văn Quý thấy là ở quán chị Huệ là có những trưng bày rất là ngon. Thì bây giờ Văn Quý sẽ chạy qua đường tên lửa nha cả nhà. Bây giờ Văn Quý sẽ qua lộ đây. Qua lộ đây Văn Quý sẽ chạy vào đường tên lửa nha. Đấy. Rồi cả nhà ơi, Văn Quý sẽ đi ngang do Bình Tăng nha cả nhà. Thì mấy ngày qua Văn Quý không có chạy cả nhà, tại vì là cái áo của Văn Quý bị tạm khóa, tại vì không biết là Văn Quý làm sai cái gì á, cho nên làm phiếu rửa tổng đài sai hay sao á, cái bị khóa hết mấy ngày luôn, cho nên là hôm nay Văn Quý mới bắt đầu chạy lại nè. Thì mấy ngày qua thì Văn Quý tính đi lên Đại Nam, thư là Đại Nam với cả nhà, mà Văn Quý thấy là như là tự nhiên cái cảm thấy là chưa có không có thời gian hay sao á, cứ ngày nào cũng vậy. Văn Quý vừa tính đi á là hả, như là nó cứ gặp có gọi là có việc liền, cái nào Văn Quý không có đi được luôn á. Rồi thôi Văn Quý nói là hai lần chủ nhật rồi, Văn Quý tính đi lên, chạy lên khu du lịch Đại Nam cả nhà, ở trên đại Bình Dương của mà CEO Nguyễn Phương Hằng á, là cho nên là bây giờ là rất là nổi tiếng, cô rất là nổi tiếng cả nhà. Bây giờ là trên đó bây giờ là rất là nhiều YouTuber và TikToker ở trên đó cả nhà. Tại vì thằng Quý thấy là thường là chủ nhật á thì cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng mới xuất hiện, còn ngày thường này thì chắc không, cô và chú không xuất hiện đâu. Ngày cuối tuần á, vào dịp cuối tuần á thì cả nhà có thể đến đó vui chơi, đưa mấy bé đi, hoặc là chúng ta có thể đi on nè, đi on Bình Tăng cũng vui. Thì nếu mà ai mà không có ngại xa thì chúng ta có thể lên Bình Dương, còn nếu mà ai mà chọn mà những khu vui chơi địa điểm gần ở đây thì chúng ta có thể đi vào on Bình Tăng nha cả nhà. Đấy, Văn Quý thường là Văn Quý đi vào on nhưng mà Bình Tăng không, mà tại vì thường lấy đơn ở Bình Tăng là nhiều, cho nên là Văn Quý nói là Văn Quý tính đi nhưng mà chưa có dịp để đi lên đó nữa. Cũng rất là thích, tại vì rất là thích ở trên đó, mà với lại một phần đó là Văn Quý không có biết đường, nên là đi sẽ rất là lâu. Còn ở vòng vòng khu này thì Văn Quý cũng rành đường khu này, ở đây là đường người ta lửa nha cả nhà. Văn Quý sẽ chạy qua bên đúng rồi, cái đường tên lửa này bây giờ người ta mở rộng một cái đường tên thẳng qua bên chợ Bình Trị Đông luôn á cả nhà. Nó sẽ rất là tiện khi chúng ta đi qua chợ Bình Trị Đông, rất là nhanh. Còn hồi lúc trước á, nếu mà chúng ta muốn đi qua chợ Bình Trị Đông á thì phải đánh một cái vòng. Bây giờ thì có cái đường nó rất là tiện, đường rất là mới, rất là đẹp. Thì buổi sáng hôm nay thì quý sẽ review một cái clip quý giao cơm nha cả nhà. Đấy. Thì hôm qua Văn Quý thấy là có sẽ Văn Quý xem trên các cái nền tảng như là YouTube với lại TikTok á, thì rất là nhiều người đến đó để mà live stream hoặc là quay clip về cô Nguyễn Phương Hằng ở cả nhà. Ấy, ngày hôm qua là Văn Quý lên, Văn Quý cũng theo dõi, tại vì Văn Quý không có đi, cho nên là Văn Quý theo dõi qua hai cái nền tảng là YouTube lại TikTok á nha, rất là nhiều. Nhất là ở bên TikTok á cả nhà, tại vì người ta hay like TikTok á. TikTok là người ta giống như là cũng nó giống như bên nền tảng YouTube á, nhưng mà có cái là chúng ta like thì cái màn hình nó sẽ chỉ là màn hình nó phóng to ra thôi, chứ nó không có giống như bên YouTube. Nhưng mà bên TikTok thì người ta thấy người ta like nhiều lắm, tại vì ai cũng có thể tạo cho mình một cái nick TikTok được hết á. Rồi chúng ta làm một cái kênh TikTok thì cái số lượng người đăng ký khoảng bao nhiêu, khoảng 1.000 hay bao nhiêu đó là chúng ta có thể like được ở nhà. Đấy, còn bên YouTube thì Văn Quý thấy nó sẽ hình ảnh YouTube thì sẽ khó đạt hơn, khó cái lượng đăng ký của chúng ta nó sẽ khó hơn. Còn bên TikTok thì nó rất là dễ mà có lượt đăng ký. Nếu mà bên TikTok mà chúng, tại vì Văn Quý cũng có làm, cũng có quay TikTok nữa, nhưng mà cái TikTok mà đổi lại TikTok nó lại có những mặt khó của TikTok, cho nên là Văn Quý bị khóa cái like của bên TikTok, cho nên là Văn Quý cũng phải, mà Văn Quý có còn ở TikTok rồi Văn Quý cũng lên TikTok.
Nhưng mà giờ Hoa Dân Quý cũng còn có thể like được bên YouTube. Đấy. Nói chung thì ai mà thích cô Hằng thì chúng ta có thể đến khu du lịch Đại Nam đi cả nhà. Đấy, còn Dân Quý cũng rất là hâm mộ cô, cho nên là Dân Quý cũng tính đi lên đó đấy. Nhưng mà Dân Quý chưa có sắp xếp được thời gian. Đấy, nhiều khi Dân Quý bận việc này việc kia, cái đầu là tính đi, cái là không có thời gian đi. Tại vì đi lên trên đó là phải mất hết một ngày, rồi đi về trở lại thành phố là mất hết thêm nửa buổi. Và giống như mà chủ nhật mà Dân Quý đi lên đó thì thứ hai Dân Quý mới về được. Đó vậy. Nhiều khi chứ mà sáng đi chiều về thì nó thời gian nó quá ngắn. Đấy, nếu mà nội mà chủ nhật mà sáng mà chạy lên đó là hết nửa buổi trưa chủ nhật rồi, về ở lại đó chưa kịp gì hết, chưa có được gặp cô nữa là phải quay trở về thành phố rồi. Đấy, cho nên là nó kéo dài thời gian qua ngày hôm sau rồi mới về thành phố được, cho nên là nó hơi bất tiện xíu. Rồi thôi Dân Quý thấy gì, thôi Dân Quý bận công việc nữa rồi thôi Dân Quý không có đi luôn. Dân Quý thấy rất là nhiều, tại vì có nhiều người ta làm mà người ta chỉ về làm về mảng YouTube lại TikTok á, cho nên là người ta nhiều khi người ta có thời gian người ta đi, người ta không có bận cái công việc riêng. Còn Dân Quý phải có bận công việc làm shipper nữa, cho nên là không có thời gian đi. Cũng rất là thích cái ở trên đó. Dân Quý cũng nghe nói là nghe về cái địa danh là Bình Dương với lại khu du lịch đó rất là nổi tiếng rất lâu rồi. À, ngày xưa Dân Quý nghe nói là Đại Nam mà Dân Quý không biết ở đâu. Rồi sau này Dân Quý mới tìm hiểu, Dân Quý biết ra là Đại Nam là ở Bình Dương, thủ phủ của Bình Dương. Đấy, thì ở trên đó thì cảnh rất là đẹp. Những cái cảnh phim mà Việt Nam ở cả nhà là người ta đóng ở trên đó không á cả nhà. Những cảnh phim mà ngày xưa á là người ta đóng, người ta lấy cái cảm hứng từ trên cảnh ở trên Bình Dương á cả nhà. Rồi bây giờ Dân Quý đã vào được cái đến cái con đường đường mới mở của tỉnh lộ một của tên lửa rồi cả nhà. Dân Quý sẽ chạy thẳng đó luôn nha. Đây con đường mới rất là đẹp. Người dân rất là phấn khởi khi mà có một con đường được mở ra như vậy cả nhà. Đấy. Phía đối diện đó là trường học, trường trung học cơ sở Bình Trị Đông B. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể kinh doanh buôn bán, thì bây giờ những căn nhà đây thành mặt tiền. Chúng ta có thể kinh doanh buôn bán đồ ăn thức uống rất là nhiều. Đấy. Đường rất là rộng, rất là đẹp thôi nha. Đấy. Buổi chiều ở đây cũng mát, cũng vui. Đấy. Thì bây giờ đấy, trước mặt là Dân Quý là đến chợ Bình Trị Đông rồi cả nhà. Chợ nhỏ thôi nhưng mà bán cũng nhiều thực phẩm lắm, giống như là chợ Mỹ Thuận nha. Rồi Dân Quý sẽ quẹo trái nha, Dân Quý sẽ quẹo trái vào đường tỉnh lộ 10. Tỉnh lộ 10 thì Dân Quý sẽ chạy quẹo trái. Dân Quý sẽ quẹo trái nha, quẹo trái qua đây vào tỉnh lộ 10. Xong rồi Dân Quý sẽ gặp một cái ngã ba là đường Mã Lò. Dân Quý sẽ chạy qua Mã Lò rồi là gặp đường Lê Đình Cẳng cả nhà. Đây. Rất là đông xe, đường tỉnh lộ 10 này rất là đông xe di chuyển qua lại. Đường này lúc trước là rất là kẹt xe nha cả nhà, từ khi mà có cái đường tên lửa nó mở rộng ra nó giảm được cái lượng xe rất là nhiều luôn á. Lúc trước là kẹt xe ngày nào cũng vậy. Dân Quý thấy là cái đường này á, cái xe rất là những giờ cao điểm là thôi kẹt rất cứng luôn. Đấy. Rồi Dân Quý sẽ chạy lên qua Mã Lò. Rồi Dân Quý sẽ quẹo phải vào đường Lê Đình Cẳng nha cả nhà. Dân Quý đã đến rồi, Dân Quý cũng gần đến cái điểm giao cơm rồi. Như đó ở trong cái hẻm trăm mấy. Rồi Dân Quý quẹo phải vô đây nha. Quẹo phải vào đây. Cầm quay như vậy thì cũng không có an toàn ở nhà, tại vì nhiều khi mà đi đường mà chúng ta không có tập trung giờ rất nguy hiểm. Nhưng mà thôi Dân Quý cũng cầm, Dân Quý chạy từ từ, Dân Quý chạy cẩn thận, không có chạy nhanh, với lại chạy sát lề. Dân Quý không ngày hôm qua là Dân Quý đi lúc mà đi lên Ion là Dân Quý thấy một cái tai nạn rất là phải nói là ngày hôm qua là người dân cũng hết hồn, tại vì không biết là chạy như thế nào đó mà hai chiếc xe hả va chạm nhau hả là nát bấy luôn cả nhà. Nhìn hả là bởi nhiều khi những vụ tai nạn đi được ở thành phố nhiều khi chúng ta phải đi chậm hoặc là như thế nào đó, chứ nếu không mà xảy ra tai nạn là có thể gây chết người luôn cả nhà.
Đấy. Rất là nhiều tai nạn giao thông ở trên đường quốc lộ, những cái đại lộ lớn đây. Rồi cả nhà ơi, Dân Quý đến cái điểm giao cơm rồi. Dân Quý xin chúc cho cả nhà có một buổi sáng hoặc là vui vẻ và an lành ngày đầu tuần, hoặc là vui vẻ nha cả nhà ơi. Dân Quý xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Cả nhà có dịp hãy cả nhà hãy đến Ion Bình Tăng hoặc là khu du lịch Đại Nam để mà tham quan, đi dẫn các bé đi vui chơi cả nhà. Rồi chào cả nhà nha cả nhà ơi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp nha cả nhà. Đấy.